Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 10 giờ ngày 8 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Hôm nay kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với nhiều hoạt động được tổ chức tại Việt Nam và nhiều quốc gia thành viên. Sự ra đời và phát triển của ASEAN đã đem lại những chuyển biến nổi bật cho khu vực Đông Nam Á. Từ chỗ chỉ có 5 thành viên ban đầu, giờ đây ASEAN đã quy tụ 10 nước thành viên. Với hơn 630 triệu dân và những liên kết kinh tế thương mại chặt chẽ, qua đó vươn lên trở thành khối kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới với tổng GDP khoảng 3.000 tỷ đô la Mỹ. Và cuối năm nay sẽ chính thức ra đời cộng đồng ASEAN, mở ra một thời kỳ phát triển cao hơn của Hiệp hội, tạo thêm xung lực mới cho nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, tăng cường liên kết kinh tế nội khối, khu vực châu Á-Thái Bình Dương và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, tối qua đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật Truông Bồn, Tráng ca bất tử và lễ khánh thành khu di tích lịch sử Truông Bồn. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh địa danh Truông Bồn đã làm sống lại trong mỗi thế hệ người Việt Nam hôm nay ký ức không thể nào quên về một thời đạn bom khốc liệt, những năm tháng rực lửa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước oanh liệt của nhân dân Việt Nam. Tại nơi đây, hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông vận tải, dân quân tự vệ đã hiến dâng cả tuổi trẻ và cuộc sống của mình để giữ con đường chi viện cho chiến trường không bao giờ tắt, góp phần làm nên chiến thắng của quân và dân ta trên các chiến trường vào thắng lợi của sự nghiệp thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ. Cũng trong ngày hôm qua tại Hà Nội đã diễn ra buổi giao lưu văn hóa văn nghệ phục vụ các chiến sĩ tham gia lễ meeting diễu binh chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, 70 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân. Các nghệ sĩ của nhà hát tuổi trẻ Hà Nội đã mang đến những tiết mục đặc sắc để lại ấn tượng đối với các chiến sĩ trẻ, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cũng như tuyên truyền đến toàn thể cán bộ chiến sĩ về truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc Việt Nam, đồng thời động viên khích lệ tinh thần hăng say học tập và tập luyện của các cán bộ chiến sĩ đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ cho công tác duyệt binh, phục vụ các ngày lễ lớn sắp tới của dân tộc. Dự kiến trong ngày hôm nay, toàn bộ các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ sẽ được cấp điện trở lại bình thường. Đến ngày hôm qua, đã có hơn 36.000 hộ dân, cơ quan, nhà máy được cấp điện trở lại. Còn hơn 200 khách hàng tại Quảng Ninh, Sơn La và Lạng Sơn dự kiến cũng sẽ có điện trong ngày hôm nay. Nguyên nhân là những ngày qua tại nhiều nơi bị ngập nước và sạt lở nên chưa thể vận chuyển thiết bị thay thế cũng như là đảm bảo yêu cầu đóng điện sớm hơn. Trận mưa lũ tại khu vực phía Bắc đã khiến cho hàng chục nghìn hộ dân, cơ quan bị mất điện, ảnh hưởng đến đời sống cũng như là sản xuất. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã nhất trí thông qua một nghị quyết, qua đó yêu cầu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và tổ chức cấm vũ khí hóa học trong vòng 20 ngày lên kế hoạch thành lập một cuộc điều tra các cá nhân hoặc là tổ chức đứng đằng sau việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến tại Syria. Nghị quyết này được thông qua sau khi Mỹ và Nga đạt được thỏa thuận về việc yêu cầu thành lập một cơ quan điều tra liên quan tới các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power cho biết việc thành lập một cơ chế điều tra hỗn hợp là rất quan trọng nhằm đưa những kẻ có trách nhiệm ra trước công lý. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng sau một vụ đánh bom liều chết xảy ra bên ngoài một học viện cảnh sát ở thủ đô Kabul, Afghanistan vào ngày hôm qua. Những người bị thiệt mạng chủ yếu là học viên của học viện cảnh sát. Được biết là kẻ đánh bom đã mặc đồ cảnh sát và kích hoạt chất nổ khi các học viên đang quay về sau giờ giải lao. Ngay sau đó, hai vụ nữa khác đã xảy ra tại khu vực phía bắc sân bay Kabul, gần một căn cứ của lực lượng Mỹ tại Afghanistan. Hiện lực lượng Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom vào học viện cảnh sát. Các nước thành viên Liên minh châu Âu cần làm nhiều hơn nữa để chia sẻ gánh nặng với Hy Lạp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư vốn đang gây nên tình trạng hỗn loạn tại nhiều hòn đảo của Hy Lạp tại Địa Trung Hải. Đây là lời kêu gọi của Giám đốc Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn tại châu Âu đưa ra trong ngày hôm qua, sau khi ông có chuyến thị sát tới 3 hòn đảo của Hy Lạp, những nơi có hàng nghìn người di cư đang sống trong điều kiện rất thiếu thốn sau chuyến vượt biển tới châu Âu. Chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua đã có tới 50.000 người tị nạn tới Hy Lạp. Hiện đa số những người di cư này đang sống tạm bờ tại nhiều hòn đảo ở Địa Trung Hải trong điều kiện thiếu thốn. Và phần tin quốc tế cũng đã kết thúc bản tin 10 giờ sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.